Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Nhiều vận may bất ngờ ập tới, trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri tiết lộ sự thật chính xác 100%. Cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, được lộc bề trên, phước lớn mệnh dày, về già giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn bên con cháu. Thưa quý cô bác Mậu Thân 1968 thân mến, từ cổ chí kim, con người ta đã quan niệm rằng mỗi người sinh ra đều được an bài số mệnh khác nhau rồi. Tuy nhiên, thời thế cũng quyết định một phần số phận, có người sinh ra đã sướng từ trong trứng sướng ra, những tưởng cả đời cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng vì thời thế thay đổi, tai ương dịch bệnh mà vỡ nợ phá sản, tuổi trẻ đang giàu sang vang danh, nhưng nửa đời còn lại càng già càng lụi bại, vĩnh viễn không cất đầu lên được. Theo luận giải mới nhất từ giới tử vi cổ học, trong số 12 con giáp có tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, sinh ra trong bần hàn tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận nhục nhã, cả đời bi thương một kiếp, nhưng vì kiên nhẫn đợi được thời thế, nên từ sau năm 57 tuổi, là lúc tuổi Mậu Thân đón nhận thiên mệnh, đổi vận giàu sang. Chỉ cần chuẩn bị trước được ba điều này, là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, về già càng sung sướng, an nhàn bên con cháu. Vậy vận trình của người tuổi Mậu Thân theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao? Từ năm 57 tuổi, cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý những gì thì xin mời quý bản mệnh chiêm nghiệm ngay sau đây. Quý vị thân mến, người cầm tinh con khỉ sống thiên về cảm xúc và ưa thích cái đẹp, vậy nên họ nên tìm một nghề nghiệp phù hợp với lĩnh vực đó. Họ thường lo lắng áp lực về tương lai, nhưng họ không mấy khi chia sẻ với ai hay tìm những lời vì những dự định tương lai của mình. Lúc còn trẻ thì tài vận của họ không quá suôn sẻ, nhưng từ giai đoạn trung niên sẽ cực kỳ hanh thông thuận lợi và có thêm nhiều cơ hội làm ra tiền. Họ là người chăm chỉ có tính nhẫn nại, khả năng chịu đựng cao nên có thể vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Tuổi Mậu Thân thường nói đi đôi với làm, một khi xác định mục tiêu là kiên trì theo đuổi, vì thế khi làm việc họ luôn có một phương pháp tốt và quyết đoán khi thực hiện. Những người thuộc tuổi Mậu Thân được nhiều người quý mến nhờ bản tính thân thiện, thoải mái, họ thích được che chở và giúp đỡ người khác. Họ có cuộc sống ổn định, hôn nhân hạnh phúc bền lâu, đặc biệt họ còn biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt. Giống như con trâu phải cần cù chăm chỉ vất vả ngược xuôi thì mới đạt kết quả. Rất ít người tuổi Mậu Thân sinh ra đã ngậm thìa vàng. Khi làm việc họ tự do và độc lập, không dựa dẫm ỉ lại vào bất kỳ ai. Với sự chăm chỉ cần cù và kiên nhẫn, người tuổi Mậu Thân sớm muộn sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu tính cách và tài năng làm nên vận mệnh cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tuổi Mậu Thân có thiên can là Mậu Thổ, ghép với chi thân kim. Vậy thiên can Mậu là gì? Thiên can Mậu là thiên can đứng thứ 5 trong số 10 thiên can, trong thuyết ngũ hành, can này tương ứng với thổ và đại diện cho màu vàng, còn theo quy luật âm dương thì Mậu là dương, Mậu thuộc dương thổ, chỉ đất đai rộng lớn, dài rộng thịnh vượng, lại chỉ đất ở những bãi đê bồi, đá đất khô hoặc đất dày phì nhiêu, có khả năng phòng chống sự tràn lan của sông suối. Tính cách của người thiên can Mậu là hiền lành, trung hậu, tình cảm chân thật nhưng thầm kín và rất thật thà, nếu người này có một bạn đồng hành, cùng nhau tương trợ và giúp đỡ thì có thể cân bằng được tính đa cảm đắn đo. Do dự của Mậu Thổ, can Mậu là những người cá tính ổn trọng, trung thành và giữ chữ tín tốt. Họ rất coi trọng danh dự mặt mũi, vì thế nên tính tự ái cao và hay cố chấp ý kiến của mình. Người này tuyệt đối không thích cuộc sống mơ mộng phù du,
và ghét những kẻ hay thay đổi quan niệm sống, kẻ thường hứa rồi không bao giờ thực hiện. Thiên can Mậu có cuộc sống khổ trước sướng sau, lúc còn trẻ tính tình ngang bướng, bảo thủ nên phải trải qua nhiều vất vả, khổ cực, thậm chí vượt đèo lội suối để chứng tỏ được khả năng của mình. Về sau khi bản tính đã cứng cỏi, có nhiều kinh nghiệm và vấp thì họ mới trưởng thành và vươn lên thành công. Những người thuộc Mậu thân sẽ hưởng tài lộc và vận may từ sau năm 40 tuổi, lúc này họ đã khẳng định được địa vị, cũng như biết cách làm giàu nhanh chóng. Công việc thích hợp với bạn đó là khai thác mỏ, buôn bán đất, kỹ sư cầu đường, vân vân. Tính cách nam Mậu thân thường là người thông minh, ham học hỏi, tiếp thu nhanh, đặc biệt họ có chính kiến vững vàng. Về tình duyên thì gặp nhiều trắc trở, gian truân mới tìm được nửa kia phù hợp, do đó bạn cần xem xét kỹ càng về đối phương để tránh tình trạng xấu dẫn đến ly hôn. Xem vận mệnh tuổi này, lúc nhỏ không hưởng được nhiều may mắn, tuy nhiên bạn sẽ cải thiện được điều này vào thời trung vận, trở về hậu vận được sung túc hơn, cuộc sống sẽ trở nên an nhàn và đầy đủ, đôi khi có một chút sóng gió, nhưng những người này vẫn có thể vượt qua. Tính cách của nữ mạng Mậu thân rất nhạy bén, thông minh, là người tốt bụng, tuy nhiên, việc thể hiện cá tính này ra bên ngoài còn hạn chế nên đôi khi bị người khác hiểu lầm. Nữ tuổi Mậu thân thuở nhỏ gặp không ít khó khăn vất vả, song cuộc đời bạn sẽ chuyển biến tốt hơn vào thời trung vận và ổn định ở thời hậu vận. Từ 40 tuổi trở đi, những người này sẽ có cuộc sống sung túc, tiền bạc dư giả và có được của cải để dành. Trong hôn nhân, những người nữ tuổi Mậu thân có cuộc sống hòa thuận với chồng con, ít xảy ra mâu thuẫn, hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau trong làm ăn sự nghiệp. Tuy nhiên, những người thuộc can Mậu rất hay để tâm nhiều chuyện trong lòng. Họ khó bày tỏ cảm xúc của mình ra bên ngoài vì trong trạng thái lo âu nhiều nên bản mệnh rất dễ mắc bệnh. Do đó, gia chủ nên quan tâm đến sức khỏe, cần đi khám và kiểm tra thường xuyên, chú ý đến các bộ phận về răng miệng, ruột già, dạ dày, vân vân. 2. Địa chi thân là gì? Nhắc đến chi thân là nhắc tới những người rất tinh anh, thông minh, nhanh trí, tháo vát hoạt bát. Bất cứ hoạt động trong lĩnh vực nào họ cũng đều đạt được những thành quả to lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực phát minh ngôn ngữ học và họ ít khi gặp đối xử ngang sức ngang tài. Họ là tuýp người giỏi giao tiếp, giỏi xoay sở để thích nghi với môi trường, có khả năng đoán biết được ý nghĩ của người khác. Vì thế, họ có khả năng điều khiển quản lý người khác. Họ là những người sở hữu sự quyến rũ, vui vẻ tinh nghịch. Chỗ nào có mặt những người tuổi thân thì chỗ đó sẽ không có sự tẻ nhạt buồn chán. Người tuổi thân có khuynh hướng ưa chuộng cuộc sống ồn ào, tấp nập nơi thành thị và không chịu được cảnh hiu quạnh tẻ nhạt nơi thôn quê. Tuy nhiên, họ cũng sẽ là những người cha mẹ tuyệt vời, với một lượng kiến thức rộng lớn họ là nguồn động lực giúp con cái phát triển. Trong sách sử Trung Quốc, tuổi thân thường là những nhà phát minh, nhà thơ ngẫu hứng và là nhân tố tích cực trong việc làm thay đổi người khác. Còn biểu lộ một số trò khôn ngoan bằng chính sự giàu hoạt và ma mãnh vốn có, người tuổi thân có thể giải quyết những vấn đề rắc rối phức tạp bằng chính cách xử lý lạnh lùng. Họ còn biết nhận người tài làm thầy và là người có chí tiến thủ, họ nắm trong tay nhiều kiến thức. Bất luận ngành nghề nào mà họ chọn thì trong tương lai đều có thể gặt hái được thành công, năng lực đặc biệt là trở thành nhà ngôn ngữ, cuộc đời của họ không có những tay kỳ phùng địch thủ. Về mặt bất lợi, người tuổi thân có tính tự chủ rất cao, họ không muốn tôn trọng người khác mà luôn bắt đầu từ lợi ích riêng của mình, suy nghĩ rất nhiều về việc mình được mất những gì, là những người tự tư tự lợi, ưa chuộng hư vinh một cách cực đoan, mỗi khi người nào đó tiến bộ hay những thứ mà mình không có thì họ sinh lòng đố kỵ, nhưng không hề lộ ra ngoài, ý thức cạnh tranh của họ rất lớn nhưng lại luôn giấu suy nghĩ của mình, rất giỏi trong việc lên kế hoạch hành động mưu mô sau lưng người khác. Trong con đường làm ăn, họ chủ hoạch rất chu đáo, biểu lộ rõ năng lực của mình mà bất kỳ người nào có tuổi khác với tuổi thân khó sánh kịp. Người tuổi thân có thể giải quyết những vấn đề rắc rối phức tạp bằng chính cách xử lý lạnh lùng. Họ còn biết nhận người tài làm thầy và là người có chí tiến thủ. Người sinh năm thân có nhiều tài lẻ thiên bẩm. Họ sẽ trở thành diễn viên, nhà ngoại giao, luật sư, nhà văn, vận động viên, nhà kinh doanh cổ phiếu tài giỏi. Họ là những nhà hoạt động xã hội xuất sắc, có thể giao tiếp với bất cứ người nào. Người tuổi thân nói chung có tài quản lý tài vụ rất nhanh nhạy, giàu tinh thần thực hành, những lĩnh vực như công nghiệp, chính trị, kinh tế, nếu không có những người này thì sẽ ắt phải chịu một số tổn thất. Khi làm việc với người tuổi thân thì bắt buộc phải khiến họ đứng hoàn toàn bên cạnh bạn, như vậy bạn mới thành công. Những người tuổi thân hiếm khi bị bệnh và đó là bởi vì họ tin rằng bị bệnh là bỏ phí mất một ngày tươi đẹp, may mắn thay. Lối sống năng động của người sinh năm thân chính là điều giúp họ duy trì được sức khỏe tốt. Tuy nhiên, khi họ cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng thì họ rất dễ bị bệnh tật tấn công. Khi đối diện với khó khăn thử thách, tuổi thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác.
Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể, tuổi Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình không để cho ai biết. Tuổi Thân cũng là những người có tính cách hiền lành và trầm lắng. Do đó, họ được mọi người yêu mến, đặc biệt là người khác phái sẽ bị cuốn hút bởi sự mềm mỏng và tế nhị của nữ tuổi này. Sự thông minh và cương trực sẽ hỗ trợ cho họ thành công vượt bậc khi xây dựng sự nghiệp giai đoạn tiền vận. Ngoài ra, tuổi Thân được nhiều quý nhân và bạn bè giúp đỡ khi hoạn nạn khó khăn. Do người tuổi Thân này rất nhân hậu, hay giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn, vì thế người tuổi Thân có số hưởng thọ đến 82 tuổi. Nếu biết phóng sanh, cứu độ mạng sẽ được gia tăng vận niên. Vận mệnh tử vi chọn đời người Mậu Thân sinh năm 1968. Luận theo ngũ hành, người tuổi Mậu Thân thuộc về mệnh Thổ, Đại Trạch Thổ. Đây là mẫu người lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập tự cường thì mới có thể thành công. Tiền vận có phần vất vả, nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời làm nên nghiệp lớn. Họ là những người thông minh, tốt bụng, có chí hướng. Những người này thích tự do bay nhảy và không muốn ai điều khiển cuộc đời mình. Bên cạnh đó, vì bản tính ham làm việc, không quản ngại gian lao vất vả, nên họ thành đạt rất mau. Nhờ sự cố gắng mà cũng được ban phước hỗ trợ nhiều mặt. Vì vậy mà đường công danh sự nghiệp cũng như đường tình duyên có nhiều thăng hoa ở thời trung vận. Phật bản mệnh của tuổi Thân là Đại Phật Như Lai. Nếu người tuổi Thân mang theo người những vật tượng trưng của Ngài hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Đức Phật che chở bảo vệ. Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành cát tường. Về sức khỏe, người tuổi Mậu Thân hay mắc các bệnh về đường tiêu hóa, thêm vào đó nên chú ý điều hòa cảm xúc, dễ bị xúc động mạnh dẫn đến tổn thương cơ thể. Trong chuyện tình cảm, họ là người hay thay đổi, không ổn định, vì vậy mà tình duyên của họ thường không tốt, tốt nhất hãy nên học cách bình ổn tình cảm. Về mặt sự nghiệp, họ tinh nhanh tài trí, rất có khả năng lãnh đạo, có thể làm nên nghiệp lớn, nhưng mắc thói kiêu ngạo. Nếu muốn thành công cần sửa tật xấu này. Trong cuộc sống tuy vất vả khó khăn thời trẻ, nhưng được Quan Thế Âm độ mệnh, Phật Đại Phật Như Lai bảo hộ, nên vẫn được bình yên, gặp nạn cũng tai qua nạn khỏi, sức khỏe ổn định, được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Tuổi Mậu Thân hưởng thọ trung bình từ 67 cho đến 87 tuổi, nhưng nếu ăn ở phúc đức, làm việc thiện thì được tăng tuổi thọ, còn nếu ăn ở gian ác sẽ bị giảm thọ. Xem tử vi tài lộc chọn đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tử vi chọn đời tài lộc cho thấy, bản mệnh là người sôi nổi và có nhiều mối quan hệ rộng, vận thế tài lộc không tồi, người này thường may mắn gặp được nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền. Nhìn chung, đường tài lộc khá, ở họ có thể hợp tác làm ăn được với nhiều người, kết quả sẽ thu được thắng lợi lớn, tiền tài của người tuổi Mậu Thân không thiếu, đôi lúc có những món tài lộc đến bất ngờ. Đối với người tuổi Mậu Thân, phần lớn trong việc đầu tư đều không mang lại lợi nhuận lớn, song do bản tính nóng vội, thiếu xem xét suy nghĩ kỹ càng, nên họ cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát tài. Họ dễ dàng thỏa mãn bản thân với những thành tựu nhỏ về tiền bạc, cùng lúc cũng không muốn hy sinh quá nhiều để có được thêm càng nhiều tiền bạc. Hơn nữa, tuổi này nên kiêng cờ bạc để tránh tán gia bại sản. Khuyết điểm lớn nhất của người này là tính thiếu kiên nhẫn, họ thiếu nhất quán, đứng núi này trông núi nọ, việc còn dang dở trên tay, nhưng hễ thấy có gì đó mới lạ hơn là sẵn sàng buông bỏ việc đang làm. Hãy tìm những đối tác làm ăn là những con giáp hợp với tuổi của bạn. Đối với tuổi Thân, đó chính là Tý và Thìn. Đây là những vị quý nhân đem lại may mắn tiền bạc cho bạn. Xem tử vi cho thấy, bước sang năm 2024, tuổi Mậu Thân chính thức bước sang tuổi 57, là lúc Mậu Thân sẽ có thời vận sáng lóa, khi có tài tinh thiên tài chiếu mệnh, nên thu nhập có dấu hiệu tăng tiến. Cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định, nhờ tam hợp cục xuất hiện, nên mối hợp tác làm ăn quan hệ xã giao tốt đẹp, đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho con giáp này, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh. Người kinh doanh buôn bán sẽ có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một tháng có thể đạt doanh thu bùng nổ, làm một vài tháng tiêu cả năm. Tuy nhiên, thời gian này bản mệnh chớ tham mà đầu tư ồ ạt, ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Người làm công ăn lương cũng có thu nhập ổn định nhờ tài lộc thăng hạng, có nhiều con giáp còn đón tin vui về thăng chức tăng lương. Tuy nhiên trong năm 2024 này, bản mệnh cần chú trọng hơn vào việc tích góp. Kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt, bạn nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính thích hợp. Nếu không có kinh nghiệm,
thì có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy để tay hòm chìa khóa giúp cho nhé. Bởi tính cách tuổi Mậu Thân dễ tin người, thậm chí ở tuổi Ngũ Thập này vẫn dễ bị lừa gạt bằng những lời ngon tiếng ngọt, lại thêm những món lợi trước mắt lôi kéo nên khả năng hao tài trong thời gian tới là rất cao. Bạn phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Tử vi sự nghiệp chọn đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Người tuổi Mậu Thân trời sinh đa tài đa nghệ, sức sáng tạo cao, có thể thích hợp với bất cứ việc gì. Nhưng họ luôn đề cao đam mê cá nhân, nếu đó là việc họ không có hứng thú thì sẽ làm việc hờ hững cho có, không nghiêm túc hết mình. Với việc họ yêu thích, họ sẽ dốc toàn bộ sức lực của mình để thực hiện không sợ khó, không sợ khổ, gạt bỏ mọi chướng ngại để tiến tới thành công. Người này có khả năng lãnh đạo, có tài năng về nhiều phương diện, tuy nhiên coi thường quy tắc xã hội nên cần sửa đổi trước khi gây ra những tổn thất không đáng có. Thông thường người tuổi Mậu Thân thường phải sau khi ngoài 40 tuổi mới rút ra được những bài học kinh nghiệm cho mình. Từ lúc này sự nghiệp mới dần thăng tiến, họ thành công hơn và được ngưỡng mộ. Tiền tài cũng dồi dào hơn, đến thời hậu vận thì cuộc sống an nhàn dư giả và yên bình. Họ không cần phải lao tâm khổ tứ vì các vấn đề tiền bạc hay con cái mà chỉ tập trung an hưởng tuổi già. Đặc biệt xem tử vi chọn đời cho thấy con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân gặp nhiều may mắn, và ở tuổi 57, tuổi Mậu Thân hãy cảm tạ trời đất bởi trong thời gian này bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong giai đoạn cuối trung vận này. Nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ, thêm một số cát tinh hỗ trợ, dù vẫn trong năm cuối của tam tai, nhưng 2024 được coi là năm phát triển khá mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội mới cho những người tuổi Mậu Thân còn chưa kịp nắm bắt trong năm cũ 2023. Cát khí thắng thế, một khi bạn bỏ công sức thì ắt thu được những thành quả như ý. Dù cũng va vấp không ít khó khăn hay thách thức, thậm chí trong quá trình cố gắng, đương số còn tìm ra những năng lực tiềm ẩn, có bước đột phá ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Do đó, bản mệnh không nên ngại khó khăn vất vả nhất thời, chỉ cần bản mệnh quyết tâm bỏ thời gian và công sức thì bản mệnh sẽ tiến nhanh hơn người khác và sớm ngày gặt hái thành quả xứng đáng. Hơn nữa, sự mưu trí thông minh sẽ giúp cho Mậu Thân dễ dàng nắm bắt được mấu chốt của những vấn đề cần giải quyết, dù là trong tình huống khó khăn nào. Tuổi Mậu Thân cũng dễ dàng thích nghi và làm việc rất hiệu quả. Họ phù hợp với những công việc có tính độc lập cao. Người này có khả năng lãnh đạo, có tài năng về nhiều phương diện. Tuy nhiên, nhược điểm rất lớn của những người tuổi này là tự cao, tự đại, dễ đắc chí với những gì mình làm được. Họ đề cao bản thân mình và ít khi chấp nhận thua kém người khác. Đôi khi họ thích phán xét, chê trách người khác, nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Những nhược điểm ấy luôn khiến tuổi Mậu Thân tụt lùi, phải gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống. Hãy học cách chia sẻ, lắng nghe người khác và làm việc tuân theo những nguyên tắc của cộng đồng. Điều đó sẽ giúp cho bạn được mọi người xung quanh yêu quý và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Hơn nữa, trong năm 2024 này, bản mệnh cần đề phòng tiểu nhân quấy phá vì hung tinh tác động kìm kẹp, vận trình, nên dù có khó khăn thì chớ nản, mà thay vào đó, hãy luôn giữ được sự sáng suốt, bình tĩnh, thận trọng trong mọi việc thì mọi việc rồi sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Tử vi chọn đời tuổi Mậu Thân về phương diện tình cảm. Trong chuyện tình cảm, nam giới tuổi này rất chu đáo với người khác giới. Đối với nữ giới mới quen biết, họ thường chọn cách tấn công nhanh để giành được tình cảm của đối phương. Nhưng lại hay có mới nới cũ, có được trong tay, lại ngay lập tức muốn đi tìm đối tượng mới. Tình cảm bất ổn, dễ bị dao động nên người này thường không tìm được cảm giác hạnh phúc cho mình. Trong quan hệ tình cảm cũng không mấy tốt đẹp, họ phải trải qua nhiều mối quan hệ mới có thể tìm được cho mình người bạn đời thực sự. Khi tình cảm của họ gặp nhiều biến động, sự nghiệp và công việc cũng sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. Nam giới tuổi Mậu Thân có cuộc đời không được tốt đẹp vào tuổi nhỏ, tiền vận nhiều lao đao. Thời kỳ trung vận mới có khởi sắc trở nên tốt đẹp và đầy đủ tiền bạc. Thời kỳ hậu vận gia đạo cũng được sung túc, nhưng có nhiều điều phải lo nghĩ khổ tâm. Nữ giới tuổi Mậu Thân là người coi trọng ngoại hình, không thích chủ động theo đuổi người khác giới, song cũng không ưa người quá nhiệt tình, sẵn sàng từ chối những ai theo đuổi quá mãnh liệt. Sau kết hôn, phụ nữ tuổi Mậu Thân sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà. Cuộc sống gia đình có thể gặp một vài trở ngại, khiến vợ chồng xung khắc và có đôi chút vất vả đường con cái, nhưng tự chung khá tốt đẹp. Nữ giới tuổi Mậu Thân có cuộc đời sung sướng và hưởng nhiều điều tốt đẹp. Thời tiền vận có nhiều vất vả, trung vận được hưởng phúc lành sung sướng, nhưng hậu vận có điều lo buồn, gia đạo của họ khá êm ấm. Trong tử vi, tỵ và thân tạo nên một góc lục hợp, do đó, tỵ được gọi là lục hợp quý nhân của thân, tuổi thân nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con rắn. Để xây dựng hôn nhân bền vững tốt đẹp, người tuổi thân còn hợp với người tuổi thìn và tuổi tý, ba cung hoàng đạo này,
tạo thành một góc tam hợp, là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Thân. Ngoài ra, đào hoa quý nhân của tuổi Thân là tuổi Dậu, kết bạn với người tuổi Dậu, vận đào hoa của các chú khỉ sẽ nở rộ. Về phần gia đạo, gia đình nào mà chả có lúc vui buồn, nhưng nhìn chung là êm đẹp, vợ chồng tuổi Mậu Thân có lúc xung khắc, bất hòa về con cái tiền bạc, nhưng rồi dần dần cũng hiểu nhau hơn, tuy không nói ra lời, nhưng họ rất thông cảm cho nhau, càng về già khi buông được thì nhìn chung cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp. Thầy Tử Vi cũng nhắc mệnh con giáp Mậu Thân rằng, cuộc sống hôn nhân gia đình bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn nếu như bạn khéo léo biết cách dĩ hòa vi quý. Thay vì yêu cầu người chồng thực hiện theo mệnh lệnh của mình, bạn nên tìm cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn mà anh ấy phải trải qua. Tử Vi chọn đời tuổi Mậu Thân về mặt sức khỏe. Sức khỏe của cô bác anh chị tuổi Mậu Thân thời trẻ sung sức, nhưng từ trung vận trở đi, do áp lực cuộc sống và nhiều phiền muộn lo nghĩ nhiều, nên không tốt, thường xuyên đau ốm bệnh tật lâu ngày mới khỏi. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến đương số phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe. Nữ mạng tuổi Mậu Thân cần hết sức lưu ý tới các bệnh phụ khoa và bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh thì triệu chứng nặng hơn, người vừa khó chịu mà tiền của cũng hao nhiều hơn. Nam mệnh chú ý đề phòng các bệnh liên quan tới hô hấp, ngoài ra các vấn đề liên quan đến thương tật tay chân, đi lại khi tham gia giao thông cũng cần phải hết sức chú ý. Quý bác không thích hợp tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm như leo núi, lặn biển, vân vân, phòng nguy cơ xảy ra bất trắc. Theo tử vi học, tuổi Mậu Thân có số hưởng thọ trung bình từ 67 cho đến 87 tuổi, nhưng nếu ăn ở phúc đức, làm nhiều việc thiện thì được gia tăng tuổi thọ, còn nếu ăn gian ở ác sẽ bị giảm thọ. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 1 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh vào đầu năm là người năng động, nhiệt tình, tư duy hướng ngoại, họ có cơ hội ra nước ngoài phát triển bản thân, vận số phát tài, bội thu tiền của nhiều. Tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 2 âm lịch. Họ là những người trí tuệ tinh anh, đầu óc mở mang hơn người, dù vậy bản mệnh nên hạn chế sự cố chấp bao thủ, chịu khó tiếp thu kinh nghiệm từ người đi trước, ắt sẽ phát triển hơn. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 3 âm lịch. Bản mệnh vừa có tài, vừa có đức, không vì giỏi giang may mắn hay giàu có mà kiêu ngạo. Vì thế họ rất được lòng mọi người và có duyên với các mối làm ăn lớn. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 4 âm lịch. Xét về trí tuệ, những người này không thua kém ai, nhưng lại sống thiên về cảm xúc. Họ cần rèn luyện tính kiên nhẫn, bớt hấp tấp nóng nảy đi, thì về lâu về dài ắt sẽ được thứ mình muốn. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 5 âm lịch. Khi mới lập nghiệp, khó khăn muôn trùng, nhưng không vì vậy mà khiến họ nản chí. Họ không cần phải dựa dẫm vào ai hay trông chờ vào may mắn, mà có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 6 âm lịch. Người sinh vào tháng này tính tình rộng lượng, xoe xoa không chấp nhặt tiểu tiết, họ thích hưởng cuộc sống an nhàn thảnh thơi hơn là các cuộc đầu tư mạo hiểm. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 7 âm lịch. Những người này ưa thích các thú vui thanh nhã, tự do theo đuổi thứ mình thích, cuộc sống của họ rất cân bằng, tuy không quá giàu sang, nhưng tinh thần lúc nào cũng được thoải mái. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 8 âm lịch. Đường đời của bản mệnh viên mãn, tư chất lỗi lạc, lại được quý nhân phù trợ, vì vậy những người này tiền đồ vô lượng, sự nghiệp công danh không gì cản trở. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 9 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 9 âm lịch, vận mệnh ít có gì nổi trội, họ phù hợp với văn chương, nghệ thuật hơn là con đường kinh doanh buôn bán bon chen với đời. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 10 âm lịch. Bản mệnh có thiên tư thông tuệ, nhưng lại thiếu đi một phần quyết tâm lập nghiệp, do vậy, cuộc đời của những người sinh tháng này nhiều sự khác biệt, nếu cầu tiến ắt họ sẽ làm nên gia nghiệp, ngược lại sẽ sống an phận thủ thường. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 11 âm lịch. Tính tình dễ nổi nóng, khó kiềm chế lời nói, khiến các mối quan hệ dần dần xa cách, sau khi trải qua nhiều thăng trầm, được rèn giũa sẽ tốt hơn, mệnh cách hậu vận tốt đẹp. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 12 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh vào cuối năm, cần cù, chăm chỉ làm ăn, siêng năng chịu khó trong cuộc sống, gia đình hòa thuận êm ấm, không xảy ra xích mích, sóng gió nên phúc trạch vững bền. Quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin phép được chia sẻ cùng quý vị lời Phật dạy về kết thiện duyên, lý giải vì sao có người đi đâu cũng có quý nhân, câu chuyện về hòn đá sang được sông. Có lần, Đức Phật dẫn các đồ đệ đi truyền pháp và hóa duyên, vừa tới một bờ sông lớn, nước chảy cuồn cuộn,
Đức Phật hỏi các đồ đệ rằng, nếu bây giờ ta ném hòn đá này xuống sông, nó sẽ chìm hay nổi đây? Các đệ tử đồng thanh trả lời, thưa Đức Thế Tôn, hòn đá sẽ chìm ạ. Đức Phật cho hay, vậy là hòn đá này không có thiện duyên rồi. Đệ tử của ngài càng tò mò, vì sao Đức Phật lại nhắc chuyện thiện duyên với một hòn đá vô tri bên sông? Lúc này tiếp lời, vậy các con hãy cho ta biết, vì sao khối đá tảng rộng 3 thước vuông đặt trên nước mà không bị chìm, không bị dính một giọt nước nào mà lại có thể đi qua sông? Các đệ tử trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, nhưng không ai nói ra được nguyên nhân gì cả. Cuối cùng Đức Phật bèn giải thích, chuyện này xem ra rất đơn giản. Tảng đá ấy có thiện duyên nên mới qua được sông mà không chìm. Thiện duyên của nó là gì? Chính là con đò ngang. Tảng đá được đặt trên con đò, nó qua sông dễ dàng không bị chìm, cũng chẳng bị ướt. Lời Phật dạy về kết thiện duyên trên đây cho ta bài học thật thú vị. Khi một hòn đá tưởng rằng đương nhiên sẽ chìm, nhưng nó lại qua sông, cũng chẳng dính nước. Và vì nó đã kết được thiện duyên với con thuyền, ở đây có thể nói, con thuyền chính là quý nhân của hòn đá vô tri, phải chăng tảng đá kia chính là nhờ đã từng gieo nhân thiện mà gặp được quả lành. Vậy thiện duyên có thể khiến những điều tưởng chừng không bao giờ xảy ra cũng có thể trở thành sự thật. Nói đến nhân duyên, có người quan niệm rất sâu, có người quan niệm hời hợt, nhưng Đức Phật khuyến khích chúng ta kết thiện duyên rộng rãi thì tương lai mới tốt đẹp. Khi bạn trao đi thiện lương, có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay trước mắt, nhưng nhất định vào một thời điểm, khi duyên lành hội đủ, bạn có thể gặp được quý nhân của mình. Những lúc ấy có khi tiền bạc, châu báu hay của cải vật chất đầy cũng chẳng thể giúp được ta, nhưng thiện duyên lại hoàn toàn có thể. Do đó, cần ý thức về việc mở rộng thiện duyên, vì khó khăn tai họa luôn có khả năng ập đến với chúng ta bất cứ khi nào, nhưng người đã kết thiện duyên rộng rãi thì thường được giúp đỡ gặp họa hóa lành. Lời Phật dạy về kết thiện duyên nhắc nhở chúng ta nên xem trọng các mối quan hệ diễn ra xung quanh mình, nên lựa chọn cho mình một thầy tốt, một người sếp tốt, một đồng nghiệp tốt, bạn bè tốt, vân vân, đấy cũng chính là thiện duyên rồi. Thiện duyên của một người không phải truy cầu rồi mà có, hoặc ngồi im đợi là đến, nó là một mối quan hệ qua lại, bạn cho đi tấm lòng thiện lương thì sẽ kết được những mối thiện duyên không ngờ nhất. Cách có thêm thiện duyên. 1. Chớ nên tuyệt tình, giữa người với người, có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc, có thể phức tạp cũng có thể giản đơn. Tình cảm trong đời có thể sâu cũng có thể cạn, đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Thông thường, khi người ta nói mình, chửi mình một câu thì phải nói lại, chửi lại 2 câu, 3 câu, mới là giỏi. Thật ra, chỉ có người yếu đuối mới làm như vậy, còn người nhịn được, không nói, không chửi lại, đó mới là người có bản lĩnh. Sẽ có không ít người vì ác duyên trước kia mà nay làm điều sai quấy với ta, nhưng đáp lại điều đó ta vẫn nên thể hiện sự an nhiên. Cũng chớ nên tuyệt tình, người với người gặp nhau cũng là cái duyên, đừng vì một sự cố mà trở nên tuyệt tình, hay thậm chí là dồn họ tới đường cùng, đôi khi không cần trắng đen quá rõ ràng. Vì điều này thường gây ra tổn thương cho người khác, có một số người giận hờn vài ngày đã quên hết sạch trơn, có những nỗi đau mới đó mà đã tan biến, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Bởi kết oán thù thì dễ, mà vun sới tình tương giao mới khó biết bao. Ai cũng có điểm mà ta không ưng ý, không vừa lòng. Vì thế chuyện gì cũng cần biết cảm thông bỏ qua, đừng nên cố chấp trong lòng làm gì. Có như vậy mới dễ kết thiện duyên, có cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. 2. Biết trân trọng nhân duyên. Khi tìm được nhân duyên tốt nhất định phải giữ lấy họ bên mình, trân trọng từng người đã xuất hiện trong cuộc đời của ta. Ngược lại nếu duyên ác thì ta cũng cần biết tìm cách hóa giải, chứ chớ nên xem thường. Khi ở cùng người khác, cho dù là trong một khoảng thời gian bằng cái chớp mắt, cũng phải đem tấm lòng lương thiện truyền cho đối phương. Đây chính là cách quý trọng duyên tốt nhất. Lời Phật dạy về kết thiện duyên trên đây giúp ta ý thức được rằng trong hành trình của cuộc đời, chúng ta gặp rất nhiều người khác nhau, rồi cuối cùng họ trở thành khách qua đường. Cũng có người trở thành người quen biết bạn thân, thậm chí là người yêu. Đời người có quá nhiều điều không thể biết, chỉ một ý niệm trong đầu, một lần quyết định sẽ có thể nắm được. Hoặc bỏ qua một lần nhân duyên, tiếp nhận một ai, một điều gì, đều là vì duyên, mà bỏ qua cũng là vì duyên, hết thảy đều do duyên đã định trước. Trong sinh mệnh là như vậy, và trong cuộc sống cũng là như thế, nhưng dù sao cũng phải trân trọng đối xử tốt với họ, biết đâu có một ngày họ trở thành quý nhân của ta không chừng. 3. Hãy mang thiện duyên đến cho người khác. Thành hay bại của một người trong cuộc đời có rất nhiều khi chính là do cách đối nhân, thiện duyên hay ác duyên của người ấy quyết định. Bởi vậy, học cách đối nhân, nuôi dưỡng thiện duyên, tạo dựng những mối nhân duyên tốt đẹp chính là có được một loại tài phú lớn lao trong cuộc đời. Thiện lương dẫu không thể mang lại bất cứ hồi báo vật chất nào, cũng không thể khiến bạn sau một đêm trở thành vĩ nhân, nhưng nó có thể đem lại cho bạn cảm giác bình yên thanh thản trong lòng. Thiện lương là tình cao của trí tuệ.
Vì đó không phải là việc cứ muốn là có thể làm được, nhất là khi ta gặp ác duyên, gặp những kẻ gieo cho ta buồn bực đau khổ. Nếu không có trí tuệ soi sáng thì dễ lầm đường lạc lối. Giữa người với người cần có thêm chút cảm thông, chút thấu hiểu thì tâm tự khắc rộng mở, lòng bao la trời đất cũng ứng theo mà giao hòa, cuộc sống nhẹ nhàng thanh đạm an yên. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.